Đây là hình ảnh của chị Nguyễn Tú Phương sau 6 lần xạ trị vì ung thư vòm họng. Nhìn thân hình xanh xao nhưng đầy nghị lực này, ít ai biết rằng cách đây 6 tháng, chị Tú Phương chỉ còn 31kg. Khi đó khối bướu đã lan vào mắt, não, di căn đến phổi và xương. Các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 nhận định, khi đó cơ hội sống của chị rất mong manh vì suy kiệt và thiếu dinh dưỡng. Lúc xưa em bị nhẹ mà do mình sai lầm á, nó bị nặng hơn. Lúc vô bệnh viện là đầu nhức đầu quá trời nhức đầu luôn, mắt cũng mở không lên, ăn bắt đầu không được, đi không nổi. Nếu ai bị bệnh như em mà phát hiện ra được đầu thì nên vào bệnh viện điều trị theo điều trị bệnh viện. Trong gia đình là tin theo, ăn muối mè gạo lứt này đó thì càng ngày nó càng yếu lắm. Về tới bác sĩ thì xảy ra cái cấp cứu là 3 lần rồi, là coi như là huyết áp còn tới 40-60 thôi. Là bác sĩ coi như là chỉ nhờ coi như là hô hấp này nọ nó sống lại thôi, thì 3 lần là như vậy. Còn đây là trường hợp tự đắp lá thuốc nam chữa ung thư vú của bệnh nhân 53 tuổi. Vì nhập viện quá muộn, khối u đã hoại tử, phải xin về nhà vì không còn hy vọng hồi phục. Tại Bệnh viện Quân y 175, thời gian gần đây, những trường hợp ung thư tự chạy chữa theo bài thuốc truyền miệng, phản khoa học ngày càng tăng cao. Có khá nhiều bệnh nhân khi chúng tôi khám phát hiện ra bệnh gặp phải ung thư nhưng mà tự ý điều trị ở nhà, dẫn đến khi đến thì có những người đã không còn khả năng cứu chữa nữa, và có những người thì đã là giai đoạn muộn, mà cũng có những người nó đã làm cho lỡ mất cái khả năng điều trị khỏi. Thì đấy là cái vấn đề mà những cái thầy thuốc chúng tôi rất là đau lòng. Vì những cái bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi mà chúng ta lại để mất cái cơ hội vàng đó. Theo các bác sĩ, đối với căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, việc tuân thủ phác đồ điều trị ở mỗi giai đoạn là điều vô cùng quan trọng. Ung thư không phải là dấu chấm hết. Có những loại ung thư có thể điều trị dứt điểm, nhưng yêu cầu người bệnh phải phát hiện sớm, tôn trọng phác đồ điều trị thay vì tự chữa bệnh tại nhà.